Theo mình thì các bạn có thể làm một cái vị trí đầu tiên khi các bạn vào nghề đấy, đó chính là làm sale, để các bạn nắm được cơ bản đó. Trong phần 1, anh Mạc Hữu Toàn đang chia sẻ về công việc đầu tiên mà chúng ta nên thử sức khi bước vào ngành xuất nhập khẩu Logistics, đó chính là vị trí sale. Vậy làm sale sẽ có mức thu nhập khủng ra sao? Các vị trí công việc khác sẽ có mức lương như thế nào? Hãy lắng nghe anh Toàn chia sẻ ngay bây giờ nhé! Rồi, thế thì mức lương của các bạn đấy sẽ như thế nào? Vị trí sale thì sao? Vị trí sale thì mức lương bây giờ nó rơi tầm khoảng 6 triệu cộng với lợi nhuận, phần trăm lợi nhuận. Mức phần trăm lợi nhuận thì nó rơi tầm khoảng 30 đến 35% lợi nhuận. Ví dụ như là các bạn đem về cho công ty là 100 triệu thì các bạn có thể đạt được cái phần thưởng là 30 triệu. Đó, 30 triệu là thu nhập ngoài nhá, thu nhập gọi là thưởng phần trăm hoa hồng đấy ạ. Nhưng mà công việc là làm thế nào để các bạn có thể kiếm được về 100 triệu cho công ty? Thì trước khi mà các bạn kiếm được 100 triệu thì các bạn hãy đặt target cho mình là 1.000 đô, nghĩa là khoảng 20 triệu đã. Vì kiếm để mà các bạn có mức lương, nghĩa là đặt target cho mức lương là 6 triệu, đúng không? 63 36 18 đúng không? Thì coi như là gần khoảng 3 là 20 triệu không? Thì để mà các bạn kiếm được 6 triệu, đạt được target là 6 triệu thì các bạn phải đem về cho công ty là 20 triệu. Nên sau khi mà các bạn đạt được target là 20 triệu rồi thì các bạn tăng lên đi. Các bạn tăng lên, tháng này em sẽ đề xuất với sếp là em sẽ tăng lên 30 triệu. Sau tiếp theo các bạn tăng lên 40, 50, nghĩa là các bạn sẽ đặt gì ạ? Đặt mục tiêu của mình cao dần đúng không? Thì sau này thì các bạn sẽ có thể đạt được cái target là 100 triệu. Đó, thì đặt target dần lên ạ. Cái công việc của bạn sale ấy thì các bạn đừng quan tâm là mức lương của mình là bao nhiêu, mà cái hay quan tâm là thu nhập của mình là bao nhiêu. Bởi vì mình đang làm cho chính mình mà. Đó, mình đang làm cho chính mình. Mình muốn thu nhập càng nhiều thì mình phải đem về cho công ty càng nhiều tiền. Đó. Rồi, công việc thứ hai đấy là operation. Đây là một trong những bộ phận rất là quan trọng. Khi mà đem được khách hàng về đã khó thì việc giữ chân khách hàng lại càng khó hơn. Operation chính là một bộ phận có thể giữ chân được khách hàng, nó đảm bảo được chất lượng dịch vụ của công ty. Thế thì các bạn này tùy từng quy mô, tùy từng cái khả năng của bạn nhé. Nếu như bạn làm được operation manager thì mức lương của bạn rất là cao, 15, 20 triệu chưa kể thưởng, hoặc là có thể thêm. Có những công ty ở công ty lớn nhé, công ty lớn thì có thể là 30, 40 triệu là chuyện bình thường. Đó. Nhưng đấy là manager. Thì khi nào là đạt manager thì các bạn cứ từ từ. Thì chúng ta sẽ làm nhân viên trước. Thế thì nhân viên thì sẽ là mức lương bao nhiêu? Mức lương thì bây giờ cũng rơi tầm khoảng 6 đến 7 triệu về cơ bản ban đầu. Làm nhiều thì sẽ tăng lương lên, hoặc là theo thâm niên thì các bạn sẽ tăng lên, có thể là lên 8 triệu, lên 10 triệu đó. Thì khi mà các bạn làm được khoảng 3 đến 5 năm thì mình đảm bảo các bạn thu nhập các bạn không thấp đâu cho cái vị trí operation này. Nhưng mà các bạn phải lên nhá, chứ bạn đừng làm nhân viên mãi. Thế là mãi mãi làm cái vị trí và công việc như thế thì các bạn chỉ đạt như vậy thôi. Bởi vì sao? Đứng dưới góc độ là một nhà quản lý nhá, thì là gì ạ? Mức lương sẽ trả gì ạ? Trả theo gì? Theo năng lực mà, đúng không? Thì bạn năng lực của bạn như thế thì tôi chỉ trả cho bạn như thế. Nhưng nếu năng lực của bạn làm tốt hơn thì tôi sẽ trả cho bạn tốt hơn. Đó. Rồi, vị trí tiếp theo đấy là vị trí chứng từ, document hoặc là customer service. Đó là các bạn này cũng là những bộ phận cũng quan trọng. Bởi vì bạn đấy là bạn sẽ theo dõi được các chứng từ của lô hàng và cũng như hỗ trợ chăm sóc tư vấn khách hàng. Đó. Các bạn ấy sẽ làm gì? Hầu hết những các bạn này thì sẽ làm về bill, là về vận đơn, theo dõi về vận đơn và lấy các chứng từ lấy về invoice packing list của phía và CO của khách hàng để làm gì? Để các bạn làm kiểm tra. Đầu tiên là các bạn kiểm tra đã. Thứ hai là các bạn gửi cho phía đối tác, ví dụ như doanh nghiệp xuất khẩu đi thì bạn sẽ phải gửi bill sang cho đối tác ở bên nước ngoài, đấy là một gọi là agent ở nước ngoài, để là agent ơi, sắp tới là tôi có một lô hàng từ Việt Nam sang ví dụ Busan của Hàn Quốc đấy, quy trình giao nhận sẽ như thế này, khi mà đến thì bạn sẽ thông báo cho người nhập khẩu cho tôi nhé, nhưng đừng giao hàng cho họ, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái công việc của các bạn là sẽ thông báo và các bạn sẽ đính kèm theo cái gì, các bạn sẽ đính kèm theo bill. Rồi, một công việc nữa đấy là bạn ấy sẽ gọi là xử lý các tình huống phát sinh.
thường thì những cái công việc về chứng từ thì nó không có quá khó, mà chủ yếu hơn nhau ở cái việc là các bạn sẽ xử lý các tình huống phát sinh. Ví dụ như là tàu hôm nay bị delay này thì bây giờ sẽ phải làm gì nhỉ? Theo dõi delay để thông báo với khách hàng, hay là sẽ phải xin một cái email của phía forwarder hoặc là của phía hãng tàu để xác nhận lại là sẽ bị delay đấy. Đến lịch tàu tiếp theo là sẽ vào đi vào ngày nào, đúng không? Vân vân. Nó sẽ có những cái tình huống phát sinh, rất rất nhiều tình huống. Delay là một trong những tình huống thôi. Nhưng nó có thêm một số những tình huống nữa, ví dụ như là bị sai về HS này, bị sai về về thông tin hàng trên bill này. Đó, hay là có thể là bị nhỡ về manifest, ví dụ như là bên hãng tàu họ gửi và manifest vào chủ nhật thì chủ nhật đâu có làm việc đâu, thì bây giờ thế nào, đúng không? Hay là có một cái tình huống nữa là bên anh gặp phải, đấy là gì, khi mà hãng tàu gửi manifest về qua email thì email nó lại vào spam, mà nhân viên thì bảo check inbox thì không thấy, thế là cuối cùng là bị trễ và cuối cùng là bị phạt. Nó có những cái tình huống kiểu như vậy đó. Thì công việc của các bạn này thì không khó, nhưng yêu cầu là tỉ mỉ, chăm chỉ và cẩn thận đó. Mức lương của bạn này rơi tầm khoảng 7-8 triệu đó. Cũng nhiều lô hàng thì sẽ mức lương sẽ cao hơn, mật độ lô hàng ví dụ như là một tháng khoảng 30-40 lô hàng thì mức lương nó cũng bình thường. Nhưng mà tháng bây giờ các bạn chăm sóc khoảng 100 lô thì sao đó. Ví dụ như là bên anh bây giờ hiện tại bây giờ đứng biển thì bên anh nó rơi cả biển cả bộ rơi tầm 70-80 lô hàng một tháng, thì đang có hai bạn làm. Nhưng mà nếu như bây giờ của anh lên 700 lô hàng thì sao, đúng không? Thì lúc đấy là công việc của anh nó sẽ nhiều hơn, bạn ấy nó sẽ nhiều hơn, thì lúc đấy anh phải tuyển thêm người. 70-80 lô hàng thì lại thấy bình thường, nhưng mà các bạn lên đến khoảng 700 lô hàng thì nó lại khác rồi. Lúc đấy nó lên tập đoàn rồi đó. quanh công việc nó cũng chỉ như vậy, và mức lương thì nó phụ thuộc vào năng lực này, thứ hai là phụ thuộc vào cái mức độ công việc của bạn, là một tháng là bao nhiêu lô hàng, một tháng là phát sinh ra bao nhiêu công việc đó, thì sẽ các bạn sẽ đạt được cái mức lương tăng dần lên đó. Thế là lộ trình thì sẽ đầu tiên thì lộ trình thì sẽ là làm nhân viên trước, xong lên làm lead và cuối cùng lên làm manager. Manager chán quá bạn ra mở công ty riêng đó, ví dụ như mình chẳng hạn đó. Tại sao nhiều người hỏi là tại sao anh Toàn mở công ty, các bạn có muốn biết không ạ? Có chứ ạ. Chắc chắn rồi ạ. Thế thì chia sẻ thật với mọi người là khi mà mình làm ở trong công ty doanh nghiệp nhập khẩu, làm logistics khoảng 3 năm, sau đó sẵn doanh nghiệp nhập khẩu khoảng 3 năm, thì mình thấy là cái công việc nó nhàn quá. Mà năng lực của mình thì cũng tương đối, và mình thấy là đáng ra là mình có thể làm được nhiều việc hơn. Như vậy trong cái khoảng thời gian như vậy, thế thì bây giờ mình sẽ làm gì? Sẽ có lựa chọn như sau. Một là mình tiếp tục mình nhảy sang một công ty khác để có thể đạt được mức lương cao hơn. Hai là mình ra mình làm cái gì đó cho riêng mình. Đúng không? Đấy là hai lựa chọn. Nó chỉ có hai con đường. Một là gì? Là nhảy từ công ty này sang công ty để đạt được mức lương, mức thang, đúng không? Các bạn chắc là các bạn cũng có tìm hiểu về cái nấc thang công việc, đúng không? Thì các bạn có mức thang nhảy đúng không? Lên dần như này, đúng không bạn? Đúng không? Nấc thang là các bạn bước từng bước lên dần như này để có gì các bạn tăng mức lương, đúng không? Thế thì mức thang lên thì nó chỉ có là nó gì ạ? Nó là một là hình thức thôi. Thì theo anh ấy thì anh có xem một cái chương trình, đấy là đầu tiên là như này. Nó sẽ có một cái hình mũi tên đi đang đây là điểm ấy nhá, đây là điểm đáy. Điểm đầu. Thì có những bạn điểm đáy đi từ dưới, có bạn đi phát đi lên luôn. Chịu đỉnh cao luôn. Ví dụ chơi Vietlott chẳng hạn. Đúng không? Chơi Vietlott phát là đang từ đáy phát lên đỉnh luôn. Hay là Bitcoin, đúng không? À, rồi, có những người thì là gì? Đang điểm đáy đây nhưng mà đi ngang. Bởi vì họ làm gì bằng gì ạ? Học kiến thức. Họ cứ lẹt đẹt trong khoảng 2-3 năm đầu tiên để làm đi học kiến thức. Cứ học như thế thôi. Trong khoảng 2-3 năm đầu có khi 5 năm liền. Nhưng mà khi mà các bạn đạt được mức rồi, bạn ấy tăng vọt. Tăng lên. Đúng không? Đó. Có bạn khác thì đã đi thì theo hình thang đi lên như này. Hình chéo. Đúng không? Đi lên. Từng bước lên dần như này. Thì cuối cùng cái mục tiêu của chúng ta cũng là gì? Cái đỉnh. Mục tiêu của chúng ta cũng là cái đỉnh. Thế thì các bạn sẽ có rất nhiều những lựa chọn để các bạn làm. Và mình thì lẹt đẹt. Nói thật được chia sẻ với các bạn là mình lẹt đẹt trong khoảng 3 năm đầu. Đó. 3 năm đầu tiên là mình lẹt đẹt là học.
tốt nghiệp lại ngoại ngữ, sau đó học 3 năm của bên ngoại thương. Thì vừa học vừa làm, cuộc sống cũng vất vả lắm. Các bạn biết là mức lương thời đấy là có 4 triệu thôi. Mà tiền học phí của ngoại thương cũng không có rẻ. Đó, đi học ban ngày, buổi tối thì đi... đi làm ban ngày, buổi tối thì đi học. Đó, trong 3 năm liền. Sau đó thì sau khi học xong thì mình có một cái lượng kiến thức cũng tương đối. Thì mình là từ năm 2013 đến 2016 thì mình đi làm cho doanh nghiệp nhập khẩu. Thì mức lương, nghĩa là từ khi mà sau khi mà tốt nghiệp ngoại thương xong thì mức lương mình tăng đôi luôn. Nó giống từ từ 4 triệu đúng không, nhảy lên 8 triệu. Đó, sang một công ty khác là mức lương mình nhảy thang luôn. Đang đẹp 3 năm như này, nhảy lên phát lên đây luôn. Nhưng sau đó từ lúc mà 2016 thì lúc mình thành lập riêng, mình làm riêng thì đương nhiên là nó cũng tăng lên. Nhưng con số thì cũng xin phép là không tiết lộ được. Đại khái là mình sẽ tăng, và thu nhập của mình thì hiện tại bây giờ thì cũng đủ sống các bạn. Đủ sống thôi ạ. Đó, đủ sống. Con số thì thôi nói ra nó ngại các bạn. Không thể so sánh được với các sắc tanh được, các sắc tanh nghìn tỷ thì mình không so sánh được như vậy. Thì thôi cũng chia sẻ với mọi người là mình đủ sống. Thế thôi. Đủ ở mức khiến anh hài lòng đúng không ạ? Hay bạn chưa hài lòng? Chưa hài lòng chứ em. Nếu mà hài lòng thì nó đã không phải là con người anh rồi. Luôn luôn không được phép cho mình hài lòng với bất kỳ một điều gì. Đó, sẽ phải nỗ lực hơn nữa, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh. Đó, ví dụ em đang kiếm được một khoản, ví dụ như là khoản x, thì em lại muốn có x cộng x phẩy, có nghĩa là em lại muốn có thêm nữa, đúng không? Đó, thì anh nghĩ là bản thân mỗi chúng ta nên có một cái mục tiêu nào đấy nó cao hơn. Khi mà em đạt được một mức này rồi thì em sẽ cố gắng đạt thêm được một mức tốt hơn nữa. Vừa rồi là anh đã chia sẻ những cái quan điểm của anh về cái vấn đề công việc, cũng như là chia sẻ cho các bạn rất là chi tiết về các vị trí hay là các loại hình công ty, và đi với đó là các vị trí nào, để các bạn có thể có một cái nhìn thực sự là tổng quan. Với cá nhân em thì em cảm thấy khá là thú vị, bởi vì em có cơ hội được nhìn về cái ngành logistics và xuất nhập khẩu một cách là rõ ràng, và chưa bao giờ em có một cái cơ hội được lắng nghe nó tổng quan và nó rõ như thế. Chỉ biết được rằng là bạn mình đi ra làm ngôn ngữ Anh thì các bạn sẽ vào làm cái gì đó, cũng có người nói đến sale, cũng có người làm công việc mua hàng. Đa phần bạn bè em thì sẽ làm ở cái bộ phận mua hàng nhiều hơn. Nhưng khi anh nói về cái bộ phận sale thì em hiểu được tại sao anh nói là nó rất là khó. Nhưng mà đi kèm với cái đấy mà thì cái sự tương xứng của nó, cái việc công ty trả mức lương cao, hay là như các anh nói là kiểu bản thân cái người làm sale thì họ cũng phải biết tất cả mọi cái để cách vận hành, thì nó cũng là một cái nền tảng rất tốt để sau này các bạn có thể đi lên này, thăng tiến hoặc là mở một công ty riêng, đúng không anh? Nhưng mà em thấy người ta có một lời đồn, đó là ở trong ngành logistics thì làm sale mà chưa phải đền tiền thì nó cũng chưa phải làm sale đâu. Thì anh nghĩ sao về câu này ạ? Cái trường hợp là xương máu bản thân anh cũng gặp phải. Nếu mà bảo có ai làm mà không có sai sót không thì anh nghĩ là rất là hiếm. Bản thân khi trong kinh doanh thì nó luôn luôn có xảy ra những rủi ro, thế thì cái việc mà nếu như mình lỗi sai là lỗi sai của mình đền tiền thì chuyện đấy là chuyện rất bình thường, đúng không các bạn? Khi mà các bạn làm kinh doanh, các bạn làm sai đúng không, khách hàng chịu thiệt hại thì mình sẽ phải gì xử lý, đúng không? Nhưng có những trường hợp là lỗi không phải do mình và mình vẫn bị mất tiền thì đấy nó chẳng là lỗi đau, nó là rủi ro. Bản thân khi mà các bạn ra đi làm ngân hàng thì thôi, thì chúng ta nghe cái từ là nợ xấu rất là nhiều. Không biết là có bạn nào đang học ngân hàng ở đây thì các bạn ấy nghe từ nợ xấu đúng không ạ? Thế thì ngân hàng họ đang làm gì? Họ đang kinh doanh về tiền tệ và họ có hẳn một bộ phận được gọi là nợ xấu, đúng không? Thế thì trong ngành về xuất nhập khẩu và logistics cũng có những cái đó. Không phải chỉ mỗi làm sale logistics là có thể bị mất tiền đâu nhá. Mà ngay cả như các bạn làm bán hàng, các bạn có thể mất tiền. Làm mua hàng, các bạn có thể mất tiền. Nên là trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics, các bạn luôn luôn phải nghĩ ở trong đầu là có xảy ra rủi ro và làm thế nào để kiểm soát được cái rủi ro đó. Thế thì nếu như mà chúng ta sợ,
thì làm cái gì thì cũng sợ. Nếu như các bạn đang kinh doanh trên Shopee thì các bạn có thể gì gặp những hoàng hoàn, có nghĩa là khách hàng đặt đơn rồi, xong đến lúc là nhắn tin là đặt đơn cho vui chứ không mua đâu. Bom đúng không? Các bạn thấy mấy cái comment, những cái ảnh vui ở trên mạng các bạn thấy không? Đặt đơn cho vui chứ không mua đâu. Thì có nghĩa là gì? Hay là có những cái bạn mà ship trà sữa ấy, ship khoảng 20 hộp trà sữa đấy, cái anh shipper anh ấy giao thì anh ấy đến đi mua ship mua 20 cái trà sữa xong rồi gọi đến mà đấy bà ấy tắt máy, lại mất tích. Đó chứ thì rõ ràng là dù các bạn kinh doanh bất kỳ một cái gì nữa thì các bạn luôn luôn có một cái gọi là rủi ro. Vậy thì nếu như các bạn sợ thì các bạn không làm kinh doanh, các bạn không làm gì cả. Đó, các bạn làm gì bây giờ? Chắc là ngay cả như làm chứng từ thôi, chưa nói gì sale nha các bạn nhé, làm chứng từ cũng có thể phát sinh ra những cái lỗi sai. Và lỗi sai có thể phát sinh ra tiền. Và lúc đấy là nếu như với một người mà biết chịu trách nhiệm thì bạn ấy sẽ gì ạ? Bạn ấy sẽ phải gì? Sẽ sử dụng một khoản tiền nho nhỏ để cùng công ty gì ạ? Gánh cái sai lầm đó, đúng không? Còn bạn sale thì đương nhiên rồi, bán hàng cái gì thế thôi đó, cũng có thể phát sinh ra rủi ro. Có những người là bán hàng tốt cơ, làm tốt cơ, nhưng vẫn có thể xảy ra rủi ro. Ví dụ như là công ty bị phá sản, công ty bị giải thể, hoặc là gì, bị lừa đảo, bị hack. Đó, mình chia sẻ cho các bạn một vài những cái trường hợp như này. Chia sẻ một trường hợp bản thân anh gặp phải là mình làm tốt, dịch vụ mình tốt, con người mình tốt. Đó, nhưng mà mình lại gặp phải những cái rủi ro đó. Anh chia sẻ không phải có ý nghĩa là các bạn ơi các bạn đừng vào đi, hoặc các bạn ơi các bạn sợ nhá, bởi vì đừng sợ, bởi vì bản thân anh còn không sợ mà các bạn sợ làm gì. Đó, đấy là một câu chuyện của đấy là câu chuyện của anh khi năm đấy là năm 2012 khi anh làm, lúc đấy là kiến thức của mình cũng có và mình có một lượng khách hàng cũng ổn định rồi, và có một người em của mình có quen biết thì làm cho một nhà máy của Hàn Quốc ở trong khu nghiệp Quang Minh. Thì em ấy mới giới thiệu: anh Toàn ơi, em đang làm công ty này và em có 2 lô hàng muốn nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam, anh có thể làm cho em không? Thì với cái quan hệ của mình thì mình thấy bảo ok, và đấy đúng là thế mạnh của mình và mình làm được. Thì anh mới làm. Và làm khi mà đưa hàng về đến Việt Nam thì mới phát hiện ra là công ty này không đến lấy hàng. Cứ gọi điện bảo đến lấy hàng đi nhưng không thể đến lấy hàng. Trong khi tiền chi phí mà giao nhận vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam là mình đã phải chi trả rồi. Cuối cùng mới phát hiện ra là công ty này là gì ạ? Công ty này sắp giải thể. Mà bản thân mình bị chính đứa em mình lừa, chính công ty đấy lừa. Hàng thì để vứt để đấy, mà đứa em lại là gì? Đưa ra cái thông tin sai lệch. Đưa ra thông tin này, đáng ra là em ấy phải là bảo anh ơi công ty nó sắp giải thể rồi đấy, anh đừng làm hoặc thế nào đó. Nhưng em ấy lại cố gắng đẩy sang cho mình, chỉ vì mục đích của em ấy là để lấy được cái tiền lương còn đang bị công ty ấy nợ. Đó, thế thì rõ ràng là mình thấy là mình đang quá dễ dãi trong việc mà làm. Về sau thì khi mà làm với đối tượng khách hàng của anh thì anh kiểm tra rất là kỹ. Không phải chỉ mỗi gặp gỡ mà mình còn tìm hiểu xem là người ta đến từ công ty nào, hoạt động công ty đấy ra sao, đúng không? Rồi khi mà làm thì bắt buộc phải ký kết hợp đồng. Đó. Có một rủi ro nữa khi mà năm 2018 thì anh làm cho một doanh nghiệp cũng là tập đoàn. Lúc này kiểm tra thông tin công ty, ôi hoành tráng rồi, tập đoàn ơi, nhiều tiền đây, đúng không? Sợ không? Không sợ. Ông kia là giải thể, gần giải thể thôi thì mình sợ đúng không? Nhưng ông này là gì, tập đoàn mà. Thì khi mà làm với cái tập đoàn thì anh chạy cho họ khoảng 10 công hàng xuất đi Nhật Bản, hàng than củi. Thì khi mà làm xong rồi, có ký hợp đồng rồi, hóa đơn rồi, email xác nhận các kiểu. Nhưng đến lúc đi đòi tiền nó gần 100 triệu thôi, không nhiều lắm. Nhưng mà khi mà đi đòi tiền xong thì bên em đợt này chưa có tiền đâu, bên này thằng này hàng chưa về, rồi tiền chưa về, vân vân, rất 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 nhiều các lý do. Mà khoảng hơn 2 năm rồi vẫn chưa đòi được tiền. Đấy là những cái khoản nợ xấu. Và nói chuyện với bạn kế toán bên đấy thì bảo vâng, bên em thì cũng vẫn nhận thông tin của anh, xong đó thì thôi để bên em cố gắng thanh toán dần. Đó, thì rõ ràng là khi mà mình làm thì có những cái rủi ro mình không thể lường trước được. Dù là làm chuẩn chỉnh, làm dịch vụ tốt, kiểm tra cũng có kiểm tra thông tin rồi, nhưng nó thuộc là những cái rủi ro mà mình không thể lường trước được.
Rồi một cái trường hợp nữa lại không phải liên quan đến quản dịch vụ logistics, đấy là một trường hợp của doanh nghiệp của bên Hàn Quốc. Khi mà anh mua hàng của Hàn Quốc về thì cái doanh nghiệp này họ có sử dụng email, thì email của bên đó họ bị hack. Họ bị hack thì họ gửi thông báo lại qua cho anh là hãy chuyển tiền qua cái tài khoản ngân hàng này. Thì cái năm đấy là năm 2014, thì lúc đấy anh mới vào nghề thì anh không có nhiều cái trường hợp mà liên quan đến rủi ro thì mình không có biết. Thì bên kia họ yêu cầu như thế nào thì mình chuyển tiền y như thế. Thế là khi mà sang chuyển tiền sang thì bảo là ô tôi chưa nhận được tiền, thì mới tá hỏa đi kiểm tra và phát hiện ra là email của ông kia bị hack rồi. Email của ông kia bị hack và ông ấy yêu cầu gửi chuyển sang một thằng hacker và ông ấy mất toàn bộ số tiền đó. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ rất nhiều những trường hợp xảy ra rủi ro. Vậy thì lựa chọn của các bạn là lựa chọn rủi ro thấp hay rủi ro cao hay rủi ro trung bình. Bản thân mỗi con người thì sẽ phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Có những người người ta thích rủi ro cao, đấy là họ chơi xổ số, đánh đề. Nhưng có những người thì không thích đánh đề. Ví dụ như anh ấy không thích đánh đề, không thích chơi xổ số. Ở trong Sài Gòn á, thì cái tỷ lệ của những người chơi xổ số rất là cao. Có thể là do tính cách của họ như vậy, cũng có thể là do một cái cộng đồng mọi người đều chơi và sẽ rất nhiều người cũng sẽ chơi và họ muốn thử vận may của họ, vì họ thích cái là gọi là rủi ro cao. Người miền Bắc của mình thì thường là sẽ lựa chọn rủi ro thấp hơn. Đó, anh cũng là một trong những người mà lựa chọn rủi ro thấp hoặc là đôi khi có trung bình. Một số các trường hợp là mình cũng chơi kiểu trung bình đấy, nghĩa là một số những khách hàng gọi là khách hàng lớn và mình sẵn sàng thử nghiệm để có thể nếu như trúng thì mình có thể đạt được những thành quả tốt. Đó, thì khi mà các bạn làm sale nó giống như là cái lựa chọn rủi ro của bạn. Nếu bạn là một người thích an toàn, bạn hãy làm những công việc làm chứng từ. Nhưng nếu bạn thích thử thách bản thân, muốn lựa chọn rủi ro cao nhưng đạt được thành quả cao, bạn hãy thử vào công việc làm sale. Và anh tin là các bạn không, nó không giống giống sổ số đâu, mà anh tin là các bạn khi mà các bạn làm sale thì các bạn ngoài các bạn đạt được những thành quả cao đấy là về tiền bạc, thì các bạn có thể hoàn toàn đạt được về những kiến thức. Bởi vì làm sale sẽ giúp cho các bạn học hỏi rất nhiều. Đầu tiên phải nói là kỹ năng sale, kỹ năng giao tiếp. Anh là một người không phải là người quá giỏi về ăn nói. Không phải là người quá giỏi nói. Hồi xưa khi mà bị gọi lên trên bảng, tìm đọc run, trình này, lên sao không biết nói gì cả. Thật sự các bạn thế. Nhưng khi mà làm dần quen ấy, nói chuyện người quen, thì gặp gỡ khách hàng, nói chuyện lần đầu tiên khi gặp khách hàng là không biết nói gì cả. Không biết nói gì luôn, là lúc đấy là cứ hai người khi mà gặp gỡ như kiểu là giống như các bạn muốn tỏ tình nhưng mà không biết nói thế nào ấy. Nó run lắm. Đó. Thì gặp gỡ khách hàng, nói chuyện với khách hàng đây cũng không biết nói gì cả, đúng không? Hay là lên trên thuyết trình ấy, đặc biệt là các bạn học đại học thì các bạn có một cái bài là bài thuyết trình, đúng không ạ? Thì các bạn khi mà các bạn thuyết trình, các bạn đứng trước khoảng 100 người ở hội trường, thì các bạn đứng nói các bạn hay bị run, đúng không? Đó. Thì khi mà các bạn làm khách hàng cũng thế thôi, thì nói nhiều các bạn sẽ quen. Nói nhiều các bạn sẽ quen. Và lúc đấy các bạn sẽ không bị tim đập chân run nữa, các bạn sẽ không sợ nữa. Các bạn sẽ gặp một người giám đốc cũng vậy, và một người làm trưởng phòng cũng thế. Hoặc là nhân viên thì nhân viên nói chuyện với nhau là dễ rồi. Nhưng mà gặp giám đốc. Năm 2010-2011 anh có qua gặp một anh giám đốc của phòng của hình như là công ty Vigracera. Vigracera thì nó chia làm nhiều nhà máy khác nhau. Thì trong đó có một cái công ty thương mại Vigracera ở gần chỗ Bixi á. Thì qua bên đấy thì mới được vào ngồi với lại một chú giám đốc. Nghĩa là một thằng trẻ con, đúng là trẻ con luôn ấy, là vừa mới ra trường được chưa đầy một năm. Gọi là mặt búng ra sữa, nói năng chả đâu vào đâu cả. Vào gặp mấy lại một gì tổng giám đốc của một công ty to như thế thì các bạn tưởng tượng là các bạn sẽ nói gì, đúng không? Nhưng rồi các bạn cứ nói đi, nói dần quen hết sẽ không sợ nữa. Đó, đấy cái kỹ năng đầu tiên các bạn thấy là nói chuyện thoải mái. Giống như lần đầu tiên mình lên TV đây này, thì đang có bạn Yo, bạn ấy đang làm MC của mình đây này, thì bạn ấy nói chuyện rất là hay, đúng không các bạn? Các bạn ấy lần đầu tiên các bạn ấy nói thì các bạn cũng có thể là các bạn ấy bị gặp khó khăn, hay là bây giờ khác rồi, các bạn thấy là bạn Yo rất là xinh đẹp, vẫn là
giỏi giang và nói chuyện rất là hay đúng không? Đó, thì bạn ấy lại truyền động lực lại cho mình. Đấy. Bạn ấy giúp cho mình là có thể lần đầu tiên lên TV như thế này thì nói chuyện có thể tự tin hơn. Đó, đúng không? Vâng ạ, em thấy vừa rồi em được khen hơi nhiều đấy anh ạ. Thì em xin được ghi nhận cái lời khen của anh dành cho em. Và các bạn thính giả thân mến, với những cái câu chuyện của anh Toàn vừa rồi thì hy vọng các bạn đã nhìn rất là rõ ràng về những cái vị trí công việc này, hay là những cái rủi ro, thách thức đi kèm với lại cả những điều bạn sẽ đạt được khi mà bạn dám dấn thân vào một cái con đường nó có nhiều rủi ro hơn, thì bạn cũng có thể đạt được những gì. Tất nhiên mình cũng sẽ phụ thuộc vào tính cách của mình nữa, bởi vì như anh Toàn chia sẻ, cũng có rất nhiều vị trí ở trong lĩnh vực logistics này để mình có thể lựa chọn sao cho phù hợp với tính cách của mình, đúng không anh? Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau kết thúc phần chia sẻ về những câu chuyện nghề nghiệp với anh Toàn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối của các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần cuối cùng các bạn nhé. Ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới anh những câu hỏi mà các bạn đã gửi tới cho chương trình Người Trong Môn Nghề. Bọn em có đăng lên trên Facebook này, fanpage của Người Trong Môn Nghề này, hay là bọn em cũng đăng tải trên kênh YouTube của Người Trong Môn Nghề nữa. Thì các bạn đã gửi về cho anh khá nhiều câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đấy là bạn Thanh Duy có đặt câu hỏi cho anh, đó là em chuẩn bị thi đại học nên là cho em hỏi là ngành logistics điểm rất cao, và bây giờ đang trung bình là từ 27 đến 28 điểm, thì là vì ngành này có triển vọng về tương lai hay là vì lý do gì khác? Ở góc độ anh quan sát thì anh nghĩ tại sao nó lại có cái sự thay đổi điểm số như thế, tăng vọt lên tận 27-28 điểm như thế ạ? Đúng rồi, ngành này mấy năm gần đây đang rất hot. Tại sao lại hot? Nếu mà nói về ngành xuất nhập khẩu và logistics thì nó tồn tại không phải là mới. Có nghĩa là rơi khoảng 25 đến 30 năm trước rồi. Nhưng tại sao hồi xưa thì không có ai quan tâm, hoặc là có ít người quan tâm đến, các trường đại học cũng không mấy chú trọng vào cái trường này. Điểm thi của các vị trí những cái ngành này thì không có cao. Ngay cả như hồi xưa khi mà anh năm 2006 là lúc đầu anh ấy bắt đầu đi lướt cái cuốn sách về để chọn ngành nghề khi mà chọn trường đại học và các ngành nghề đào tạo, thì cũng anh cũng tìm và gần như anh rất ít khi thấy, không có luôn. Lúc đấy là không có ngành về logistics, nó có một cái ngành là ngành về kinh tế đối ngoại. Tất nhiên là cái ngành kinh tế đối ngoại thì điểm nó, các bạn thì thừa nhận nhé, lúc đấy vẫn cao và bây giờ vẫn cao. Bây giờ chỉ hot khác thêm một điểm hot nữa, đấy là ngành logistics và chuỗi cung ứng thôi. Chứ còn ngành xuất nhập khẩu hồi xưa ấy, các anh chị, các cô chú, các bác ấy, là các anh chị đấy thì đang làm gì? Đang học gì ạ? Hồi xưa đều xuất phát là từ dân kinh tế đối ngoại ra hết. Đặc biệt là dân ở ngoại thương. Ngoài ra thì có thêm một số các trường đại học khác, ví dụ như là kinh tế đại học quốc gia, khoa hải quan của học viện tài chính, của kinh tế quốc dân cũng có một số các khoa về kinh tế quốc tế hoặc là kinh doanh quốc tế. Những cái khoa đấy nó không phải là những cái khoa mới, mà do mọi người gần đây phát hiện ra đó. Kinh tế đối ngoại vẫn là số 1 của đại ngoại thương từ bấy lâu nay, mà bao nhiêu năm nay nó đều là như thế mà. Thì gần đây thì mọi người bắt đầu quay lại quan tâm nhiều hơn sau khi mà nó hết hot trend ấy. Nó giống như kiểu là hot trend, nhưng bây giờ là kiểu các bạn thấy là có tin tức gì mới là tạo thành hot trend ấy, thì ngành nghề nó cũng tạo ra những hot trend tại mỗi thời điểm khác nhau. Ví dụ như thời hồi xưa khi mà anh học thì nó là hot trend là học hot trend về ngôn ngữ. Nên là mọi người đổ xô đi học về ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, đi làm phiên dịch lương cao, đúng không? Rồi sau đó thì đến một đợt hot trend về ngân hàng. Ngân hàng là đổ xô đi học ngân hàng, các bạn chắc chắn là các bạn còn nhớ như Yo là tầm tuổi là hot trend ngân hàng đấy, đúng không? Đúng rồi. Yo là em chính ra là em là học khoa ngôn ngữ của trường học viện ngân hàng anh ạ. Tức là học khoa ngôn ngữ nhưng mà lại nằm ở trong trường học viện ngân hàng, bởi vì đúng cái thời của em là cái thời hot về ngân hàng mà, cho nên là bố mẹ thì muốn em vào làm học trong ngân hàng cơ. Nhưng mà em thì em thích ngôn ngữ hơn nên em bảo thôi thì ngôn ngữ nhưng mà vẫn ở trong trường ngân hàng. Thì đúng là mỗi thời nó có một cái hot trend như thế.
nó tạo thành một cái hot trend. Sau thì hết có một đợt nữa là hot trend về kế toán, đợt trước nữa như là năm 20 rơi tầm khoảng 2010 mấy 20 những anh mà sinh năm 85 ấy, ví dụ anh trai anh sinh năm 85 thì hot trend bắt đầu đi hot trend từ kế toán. Sau đó thì đến tuổi của anh là hot trend về ngôn ngữ. Sau tiếp đến tầm tuổi em thì hot trend về kế toán. Và sau đó nữa thì anh không quan tâm lắm, nhưng mà mấy năm gần đây thì nó có một cái hot trend là hot trend về logistics. Vì sao lại có những hot trend đấy? Thực ra là trước đây nó vẫn tồn tại mà. Đó, hot trend đấy là nguyên nhân là do gì? Nguyên nhân đầu tiên ấy thì anh nghĩ là do về chiến tranh kinh tế. Chiến tranh kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì khi mà chiến tranh kinh tế Trung Quốc và Mỹ nảy ra thì một loạt các nhà máy của Nhật Bản, Hàn Quốc mà ngay cả một số nhà máy của Trung Quốc cũng dịch chuyển sang ở Việt Nam, thì nó khiến cho kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tự nhiên tăng lên. Nhu cầu về tuyển dụng tăng lên, đúng không? Đó, khi nhu cầu tuyển dụng tăng thì đương nhiên là sẽ phải làm gì? Các trường đại học cũng phải đào tạo. Rồi, thêm một cái nữa là cái thời hồi xưa khi mà anh mới ra trường thì cái khái niệm về logistics thì nó chưa nhiều. Đó, thì bây giờ thì mọi người sẽ biết đến nhiều hơn, thì tự nhiên là mọi người sẽ tìm kiếm theo cái từ đó, biết được nhiều hơn. Đó. Một yếu tố thứ ba nữa là cái vốn đầu tư của nhà nước, bản thân những vốn đầu tư của nhà nước, của các doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam cũng dần dần đổ. Nếu như là doanh nghiệp nước ngoài đổ xô vào thì các doanh nghiệp Việt Nam sau khi mà rất thành công với gì ạ? Có thể là bất động sản, có thể là về ngành thực phẩm, ngành xây dựng, đúng không? Hay là một ngành nào đó chuyển sang, có nghĩa là người ta đã có rất nhiều tiền rồi thì bây giờ như là chuyển sang. Thì các bạn sẽ thấy là một số những doanh nghiệp đầu tư mở mới ra thì khi đấy là sẽ có gì ạ? Sẽ có nhu cầu tuyển dụng. Đó. Một cái tiếp theo nữa là đấy là những startup trẻ. Việt Nam thì có một cái giai đoạn là có những cái từ startup bắt đầu, anh không nhớ chính xác là bắt đầu từ năm bao nhiêu, nó cũng phải rơi tầm năm 2015 gì đó. Năm 2015 thì nó rộ lên một cái thế hệ trẻ, thế hệ 9X là thế hệ làm startup, và một loạt các công ty, những cái nhóm nhỏ hoặc là những cái công ty được thành lập ra để khởi nghiệp đủ các loại ngành nghề khác nhau, và trong đó có ngành nghề và xuất nhập khẩu. Và khi mà như thế thì tự nhiên là gì, tất cả những yếu tố đó nó đẩy lên là cái nhu cầu của thị trường nhiều, thì tự nhiên là gì, các trường đại học thấy là cần phải đào tạo. Tại sao trường đại học đào tạo? Bản chất trường đại học là gì? Kinh doanh gì? Kinh doanh ngành giáo dục. Họ làm mở ra để làm gì? Họ mở ra để làm gì ạ? Để thu học phí. Các bạn thấy học phí mỗi năm đóng bao nhiêu tiền chưa? Họ sẽ thu bằng cách nào? Họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào đấy, nó thu học phí các bạn, đúng không? Nhà trường xây dựng ra rồi, đào tạo, tuyển giảng viên về trả lương cho giảng viên, đúng không? Thu học phí từ các bạn, được chưa? Thế thì khi mà có nhu cầu từ thị trường thì trường đào tạo, đúng chưa? Trường đào tạo, trường mở ra. Và trường Kinh tế Quốc dân năm 2018 thì đã thành lập công ty đã thành lập khoa logistics. Một loạt các trường khác, ví dụ như là Học viện Tài chính, Ngân hàng, Đại học Thương mại, Kinh tế Đại quốc gia, Đại học Ngoại thương, Giao thông Vận tải, rất nhiều các trường khác nhỏ nhỏ khác, ví dụ như là về Cao đẳng Giao thông Vận tải, cả Chính sách Phát triển, Học viện Chính sách Phát triển, rồi cả trường giáo dục, Đại học Giáo dục cũng đã có thêm những cái khoa đó. Hiện tại bây giờ nó rơi khoảng chục trường, hơn chục trường ở khu vực miền Bắc đã đào tạo ngành nghề đó. Ở Hải Phòng thì có Đại học Hoàng Hải, trong Sài Gòn cũng một loạt các trường liên quan đến kinh tế, giao thông vận tải này, kinh tế này, ngoại thương Sài Gòn này cũng có đào tạo những ngành nghề như vậy. Thì tất cả nó là do nhu cầu thôi. Và khi mà các bạn thấy là một loạt các bạn thấy hot và các bạn đổ xô và các bạn đi thi trường này, và khi mà thi, nhiều người thi thì tỷ lệ cạnh tranh cao. Tại sao lại điểm cao? Bởi vì nhiều người giỏi vào đó và các bạn ấy điểm cao hơn, nhưng chỉ tiêu của trường lại chỉ có cho là 200 hay là 300 học viên thôi, đúng không? Thì trường sẽ lấy từ trên cao xuống dưới thấp, thì đấy là lý do tại sao điểm lại cao lên như vậy.
Đó. Tóm lại thì anh thấy là nó có hai yếu tố. Một là yếu tố từ tác động từ bên ngoài là do cung cầu. Hai là yếu tố của các bạn bây giờ điểm thi của các bạn đúng không? Chính là do các bạn học viên các bạn đổ xô vào đó. Thì bởi vì chính các bạn theo nhu cầu của thị trường mà. Nhu cầu của thị trường và các bạn gì ạ? Các bạn thi vào thì khi nhiều người giỏi thi thì tự nhiên là nó gì? Nó điểm nó cao lên thôi. Nhưng bây giờ giả sử như là không ai thi nữa thì tự nhiên điểm thì nó thấp xuống, đúng không? Đó, thế thôi. Em nhìn ở góc độ của bạn mà gửi cho chúng ta ấy thì đúng là cái tâm lý, em nghĩ tâm lý này tâm lý giống như em ngày xưa đi học thôi. Tại sao cái ngành này nó hot như thế? Cái ngành này chắc là phải kiếm được nhiều tiền lắm, cái ngành này chắc là nó phải giàu lắm hay là nó có cái gì đấy rất là dễ xin việc chẳng hạn. Thì các bạn ấy mới đổ xô vào một cái ngành được gọi là hot. Thì theo anh thì bạn ấy có nên theo đuổi nghề logistics vì cái sự hot hiện tại hay không? Em nghĩ câu hỏi sâu hơn là bạn ấy muốn hỏi là điều này cơ. À, chắc chắn là kiếm được tiền, chắc chắn là kiếm được tiền và thu nhập thì cũng rất tốt nếu bạn giỏi. Đấy là nếu bạn giỏi nhé. À, câu hỏi à, cái ý thứ hai của em nói là nhu cầu thị trường chắc chắn là có rồi, bởi vì sao? Các vốn đầu tư ở nước ngoài các doanh nghiệp mở ra rất là nhiều, nên là cái việc mà các bạn đi xin việc dễ, vừa dễ lại vừa kiếm được tiền thì có đổ xô vào không? Mà một cái nữa là nó còn tồn tại mãi mãi. Tại sao lại tồn tại mãi mãi? Đấy là gì? Đấy là hoạt động kinh doanh luôn luôn tồn tại. Nó là từ thời hồi xưa rồi, từ thời kỳ đồ đá rồi. Nó đã có tồn tại là trao đổi rồi, mua bán trao đổi hàng hóa rồi, từ thời đồ đá rồi, đã có cái hoạt động đấy. Thì bây giờ nó bao nhiêu tồn tại bao nhiêu nghìn năm rồi mà, đúng không? Thế thì liệu rằng tương lai nó là bao nhiêu? 20 năm, 50 năm, 100 năm hay cả nghìn năm nữa thì cái ngành xuất nhập khẩu này nó vẫn tồn tại. Đó. Và khi mà hoạt động xuất nhập khẩu tồn tại thì ngành logistics cũng tồn tại. Và một cái tiềm năng của Việt Nam đấy là gì? Việt Nam, ngành xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam còn đang chạy dài so với Trung Quốc và Mỹ. Và đấy chính là cái cơ hội của các bạn sẽ giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam có thể gọi là góp mặt một phần nào đấy, có tiếng nói trong cái thế giới xuất nhập khẩu và logistics. Ít ra là Việt Nam sẽ đang có một vài những tiếng nói trong ngành về nông sản rồi, khoáng sản rồi. Nhưng mà khoáng sản thì anh không có khuyến khích, bởi vì khoáng sản chúng ta cứ đào lên đi bán thì chẳng mấy thì hết, thì không không có khuyến khích việc đấy. Nhưng mà nếu như mà là nông sản thì sao, đúng không? Thì là sẽ có thể giúp ích cho Việt Nam. Việt Nam có tiếng nói trong ngành về gạo rồi, đúng không các bạn? Nông sản Việt Nam có một vài những tiếng nói đấy. Vâng, em nghĩ là câu trả lời của anh nó đã phần nào đấy giải đáp được cho bạn ý hiểu rõ ràng hơn về thứ nhất là về nguyên nhân này, tại sao 27 28 điểm này, thứ ba là đi trả lời câu hỏi thực sự thế thì cái ngành này nó có cái gì cho mình để mình lựa chọn thay vì nhìn vào cái con số đấy hay là nhìn về cái yếu tố hot của một ngành mà nó có thể thay đổi theo thời thế. Bây giờ ví dụ như bây giờ thì ngân hàng nó không còn hot như ngày xưa nữa chẳng hạn. Một câu hỏi cuối em muốn hỏi anh thì là một câu hỏi mà của một bạn mà bạn hãy sẽ hỏi sâu hơn về cái câu chuyện cá nhân của bạn ý, đó là bạn này Hy Minh Anh thì bạn ý đặt ra câu hỏi đấy là em hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành logistics, em thích air freight và có dự định làm trong các công ty hàng không ở phòng ban chuyên về air transportation special operation. Tuy nhiên là em chưa biết nhiều về lĩnh vực này cũng như là tiềm năng phát triển hay là kỹ năng cần thiết của nó thì anh có thể chia sẻ thêm hay không ạ? Thì anh có cái kinh nghiệm hay là có những cái lời khuyên nào dành cho bạn liên quan đến cái lĩnh vực rất là cụ thể này không ạ? Ok, vị trí air freight operation cho hàng air đúng không? Vận hành cho đường hàng không. Thì Vâng. đây là một cái vị trí rất là hay. Hiện tại bây giờ thì cái mức lương cho các bạn làm đối với đường hàng không này cũng tương đối cao. Nhưng nó khá là vất vả, bởi vì các bạn thường phải làm về đêm. Bởi vì máy bay thì thường đi đêm mà, máy bay đi quốc tế là thường đi đêm. Thì các kiến thức mà các bạn cần phải nắm được trong về việc vận hành này thì nó gồm có như sau. Một là các bạn phải nắm được về các hãng và các quy định của các hãng cho từng từng loại. Mỗi một hãng thì nó sẽ có quy định về quy cách đóng gói hàng hóa khác nhau. Một số những cái trường hợp mà đặc biệt, ví dụ như là giờ bay thì các bạn sẽ phải giao nhận trước thời gian khoảng bao nhiêu, rồi hàng sẽ có một số những hàng đặc biệt, ví dụ như là hàng
hàng hóa chất hoặc là những cái hàng gọi là hàng DG đấy, hàng nguy hiểm, thì các bạn sẽ phải yêu cầu phải có người khai báo, phải có giấy chứng nhận, có xác nhận, có đặt chứng chỉ thì mới được khai báo, và một số những cái kiến thức kiểu như vậy. Rồi kiến thức về thủ tục hải quan đối với đường hàng không. Thủ tục hải quan thì thực ra là nó cũng tương đối dễ đối với hàng không. Tiếp theo là đến vận đơn đối với đường hàng không. Thì vận đơn thì các bạn cũng cần phải yêu cầu phải làm rất là nhanh, phải làm trước, tức là chuẩn bị trước đó, thay vì là đối với đường biển thì các bạn sau khi hàng lên tàu xong thì các bạn mới bắt đầu chuẩn bị, thì đối với đường hàng không là gần như các bạn phải chuẩn bị trước đó hết. Và vận đơn đường hàng không thì sẽ gửi đi kèm cùng với hàng hóa, thế nên là tất cả mọi công việc của các bạn sẽ phải làm siêu nhanh và siêu chuẩn, không có cho sai sót đó. Một cái cuối cùng lời khuyên cho em đấy là giữ gìn sức khỏe, bởi vì đây là một công việc anh nghĩ là rất là khó, rất là vất vả đấy. Công việc đó nếu mà các bạn nữ làm thì là anh thấy là vất vả, bạn nam thì ok đó, bởi vì sẽ phải thức đêm. Nếu mà bạn nào mà có đặc biệt là có chồng con nữa, nửa đêm thấy đáng ra là phải nằm ôm con ôm chồng đúng không, thì bây giờ lại ngồi đi làm chứng từ thì nó cũng không phù hợp lắm. Hoặc là các bạn trẻ, ok, nếu các bạn trẻ các bạn làm trải nghiệm được. Mức lương ổn đấy, mức lương cả đấy thì nó cũng ở trên dưới chục triệu, thường là các bạn làm mình sẽ là trên chục triệu, bởi vì làm đêm mà, làm ca đêm. Đặc biệt nếu các bạn làm cho công ty nước ngoài thì các bạn sẽ có mức lương làm ca ấy để các bạn khác, còn làm ban ngày thì mức lương các bạn thấp hơn một chút xíu. Nhưng mà ban ngày thì đâu có việc đâu, bởi vì máy bay bay đêm mà. Thế là các bạn làm đêm thì các bạn mức lương các bạn sẽ tương đối tốt. Vâng, hy vọng là bạn Hy Minh Anh đã hài lòng với câu trả lời của anh Toàn. Và cảm ơn các bạn thì đã gửi những cái câu hỏi của các bạn tới cho anh Toàn. Và các bạn nhớ nhá là chương trình Người Trong Môn Nghề sẽ tiếp tục, sẽ có những cả những khách mời khác nữa. Nếu như các bạn quan tâm đến bất cứ một lĩnh vực nào thì các bạn hãy gửi những cái confession của các bạn này lên trên form confession của Người Trong Môn Nghề, hoặc là trực tiếp đặt câu hỏi ở trong một chuyên mục của Người Trong Môn Nghề, đấy là New Buy hỏi Old School trả lời, thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những câu hỏi của các bạn tới các khách mời của chương trình như anh Toàn ngày hôm nay chẳng hạn. Và anh ơi, ngày hôm nay thì có lẽ là câu hỏi của bạn Minh Anh cũng đã là câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành tới anh rồi, thì rất là cảm ơn anh vì đã chia sẻ em những câu chuyện về con đường của anh này, về những vị trí hay là những gọi là thăng trầm, niềm vui hay nỗi buồn trong cái nghề này. Thì ở phần cuối chương trình này thì anh có một cái lời chia sẻ ngắn gọn nào đấy dành cho các bạn không? Mình muốn nhắn cho các bạn là các bạn hãy cứ tìm hiểu về ngành nghề này đi, cứ vào làm và trải nghiệm. Và hy vọng là các bạn sẽ có cái niềm đam mê giống như mình trong ngành xuất nhập khẩu và logistics. Và mong muốn các bạn sẽ trở thành những đồng nghiệp, những đối tác với mình trong tương lai. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Dạ vâng ạ, các bạn ơi hãy cứ tìm hiểu xem các bạn có biết cái ngành này thế nào không, tìm hiểu nó thế nào, thích đi xem là có đam mê được với nó hay không, và xem cuối cùng là các bạn có thấy cái dầu ập đến hay không nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.